submission is of course to qualify the team for the third one of the World Cup. Mục tiêu của chúng tôi đó là làm thế nào để giành vé đi tiếp vòng 1/3. It remains four matches, not it remains three matches. Cùng với trận đấu Indonesia này thì sau đó chúng tôi có 2 trận đấu nữa, tổng cộng là 3 trận đấu. We can say that we have our destiny in our hands. Ở hoàn cảnh hiện tại thì với tình thế của bảng đầu thì chúng tôi vẫn hoàn toàn nắm quyền chủ động và tự quyết. And there is no reason to have a doubt. Và hiện tại thì tất cả chúng tôi thì không ai có sự nghi ngờ nào về mục tiêu cuối cùng mà chúng tôi đã đề ra. Especially because in the last three matches left, we have two matches at home. Bởi lẽ là trong 3 trận đấu sắp tới thì có 2 trận đấu là chúng tôi được thi đấu trên sân nhà. And it's a very big and great advantage. Đương nhiên đây sẽ là một lợi thế rất là lớn. Especially if we have a big backing, if the public come with numbers, it's clear that it will be a great advantage from the first second of the match and the last second of the match. Và vì vậy thì chúng tôi rất là mong nhận được sự ủng hộ của càng đông số lượng khán giả trên sân càng tốt để cổ vũ nhiệt thành cho đội từ những thời điểm đầu tiên của trận đấu tới những giây cuối cùng. And we are aware of that. Chúng tôi nhận thức được trách nhiệm và nhiệm vụ của mình. We are aware that we have our destiny. Chúng tôi ý thức được là chúng tôi cần thể hiện được sự chủ động. You realize that we can do it, our mission. Tôi tin là tất cả các cầu thủ đều ý thức được điều đó và họ đều tin tưởng rằng là chúng tôi có thể làm được mục tiêu chúng tôi đã đề ra.